các bệnh viện khẩn trương lập đề án tự chủ kinh phí hoạt động trước tháng 7 năm 2016 là nội dung được ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Dị Thủy diễn ra vào sáng nay. Tuyên dương 37 thanh niên tiên tiến làm theo Bác, khuyến khích cổ vũ cho đoàn viên thanh niên với phong trào học tập và làm theo gương Bác. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2016. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có buổi thị sát một số công trình dự án, trong đó có các công trình biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tiếp và cùng khảo sát với đoàn có ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Đoàn đã có buổi kiểm tra các công trình gồm đê bao ngăn mặn Long Mỹ Chị Thanh, công ty Mai Nhà Bè và quốc lộ 61C. Tại tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ Chị Thanh, đoàn đã tiến hành kiểm tra nồng độ mặn tại cống kênh 5 và nghe báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại của xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh và những giải pháp mà địa phương thực hiện ứng phó, nhất là ở 4 địa phương tỉnh công bố thiên tai do xâm nhập mặn là thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và Quỳnh Dị Thủy. Theo đó, toàn tuyến đê bao Long Mỹ Vị Thanh, tỉnh đã đắp được 150 đập, góp phần rất lớn trong việc giảm nhẹ thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra. Đến thăm công ty Mai Nhà Bè tại cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, doanh nghiệp cũng đã trình bày về tình hình hoạt động sản xuất của đơn vị trong thời gian qua với đoàn. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra tại điểm nút giao Mương Lộ quốc lộ 61C. Qua kiểm tra bước đầu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của Hậu Giang hơn 12 năm chia tách và cho rằng những công trình này sẽ là nền tảng để Hậu Giang tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Sau khi thăm một số công trình, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Ngọc và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Thoa ở phường 5 thành phố Vị Thanh. Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các mẹ, tặng mỗi mẹ một phần quà và 5 triệu đồng. Vào ngày mai, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình thời sự. Thưa quý vị, các trung tâm y tế cần khẩn trương lập đề án tự chủ kinh phí hoạt động trước tháng 7 năm 2016 là nội dung được ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Dị Thủy diễn ra vào sáng nay. Cùng tham gia buổi làm việc có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại buổi kiểm tra Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, một trong những khó khăn của đơn vị hiện nay là thiếu trang thiết bị hiện đại. Các phòng bệnh, nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện có dấu hiệu xuống cấp. Tay nghề của đội ngũ y bác sĩ vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Trong khi đến tháng 7 năm nay, các bệnh viện sẽ tự chủ kinh phí hoạt động. Còn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Dị Thủy, hiện đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, nên chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Mặt khác, bệnh viện chỉ có 140 giường bệnh và 17 bác sĩ, trong khi đó, lượng khám chữa bệnh mỗi ngày lên đến gần 400 lượt bệnh nhân. Tại đây, bệnh viện cũng đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bệnh viện. Phát biểu chỉ đạo sau buổi kiểm tra, ông Trần Công Chánh ghi nhận những khó khăn của các đơn vị, đồng thời yêu cầu bệnh viện sớm lập kế hoạch cân đối lại nguồn ngân sách để có thể mua sắm một số trang thiết bị mới phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các bệnh viện cần nhanh chóng xây dựng đề án tự chủ kinh phí, đổi mới phong cách thái độ phục vụ nhằm tạo sự hài lòng cho người bệnh, cũng như chú trọng đến việc nâng cao đời sống cho đội ngũ y bác sĩ để họ yên tâm với nghề. Quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình gặp gỡ và tiếp xúc với bà con cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Trong ngày hôm nay, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri tại xã Long Trị A và xã Tân Phú của thị xã Long Mỹ, thị trấn 1000, xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Tại xã Long Trị A và Tân Phú, thị xã Long Mỹ, sau khi các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội thông qua chương trình hành động của mình, hầu hết cử tri đều đồng tình và mong muốn những người đại biểu sau khi đắc cử thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân, đưa những kiến nghị của người dân đến với các ngành chức năng, tích cực cùng với các ngành các cấp xây dựng đề án để thị xã Long Mỹ đạt đô thị loại 3 trong thời gian tới. Song song đó, hội nghị đã ghi nhận 10 lượt đóng góp ý kiến của các cử tri, trong đó nổi bật là vấn đề sinh viên thất nghiệp khi ra trường. Là sao cầu tư cho một đứa con đi học trung học hoặc đại học khi ra trường không có gì mà xin việc rất khó khăn. Cái thứ hai nữa, lo tiền cho đi học xong, thậm chí là gia tiền của nhà nước ra chưa trả được mà lại xin việc không được. Khi đào tạo sinh viên ra trường rồi đó, đào tạo này đào tạo dân trí và cho xã hội sử dụng. Anh mà có một cái bằng rồi đó, thì anh đi xin chỗ nào cũng được nếu người ta nhận, kể cả công ty tư nhân, kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn hay là vô làm các nhà máy gì đó, không riêng gì nhà nước không. Mà nhà nước đảm bảo cái này cũng không nổi, bởi vì biên chế nó có cái mức độ ở trung ương hoặc là nhà nước cho. Ở tỉnh chúng ta là thí dụ mấy trăm biên chế đó, 5 năm, 10 năm đóng khung ở đó. Thì chúng ta không thể nào một năm ra 1.000 sinh viên mà chúng ta tiện vô biên chế được. Cử tri, đây là ngoài ra, vấn đề kinh doanh vật tư nông nghiệp cũng được các cử tri mong muốn các ngành chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Tại thị trấn 1000, xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, ngoài đồng tình với chương trình hành động của các đại biểu ứng cử, thì cũng có 5 lượt ý kiến đóng góp với 16 nội dung về chế độ chính sách đối với gia đình có công với cách mạng. Cử tri cho rằng, hiện nay, chính sách chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo chưa có sự tương xứng, cần chấn chỉnh và quan tâm đúng mực hơn. Ngoài ra, các cử tri còn có đề nghị đại biểu sau khi đắc cử nên quan tâm nhiều hơn đối với những cán bộ bán chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, nhất là các ban xây dựng đảng, các chức danh bí thư chi bộ, trưởng ấp, lực lượng dân quân tự vệ và công an viên. Hiện nay chúng ta đang thực hiện chế độ cải cách tiền lương. Tuy nhiên cái việc trả lương hiện nay nó thực hiện theo các ngạch bậc thang bảng lương. Thì cán bộ xã thường là ở cái ngạch bậc thấp, do vậy là cái lương nó cũng thấp. Cán bộ bán chuyên trách theo quy định của Trung ương hiện nay là chỉ có 3 định suất thôi. Thế nhưng mà tỉnh ta là trả quyết định tới 11 cái định suất. Mức các cái định suất này là do Hội đồng dân tỉnh là quyết định. Bên cạnh, một số cử tri kiến nghị nên tăng mức chế tài đối với những người vi phạm an toàn giao thông. Các ý kiến còn lại thể hiện sự quan tâm về vấn đề việc làm, trang thiết bị y tế tuyến huyện, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ý kiến đóng góp đã được đại biểu Quốc hội giải thích và nhận được nhiều sự đồng tình của người dân. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đúng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri đến địa điểm bầu cử, đặt điểm phiếu bầu. Cử tri đến bàn đóng dấu, đã bỏ phiếu để nhận lại thẻ cử tri. Cử tri tranh thủ thời gian đến địa điểm tham gia bỏ phiếu để góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ những khó khăn bất cập trong hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cho các địa phương, đoàn kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện các hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên trong ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trong năm 2015 và đầu năm 2016, toàn tỉnh có hơn 40.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ cho hơn 1.300 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
qua đó đã giúp cho hơn 4.000 hộ được thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% xuống còn 6,23% cuối năm 2015. Có được kết quả trên, ngoài việc triển khai có hiệu quả các nguồn vốn, ông Đồng Văn Thanh cũng khẳng định là sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thời gian qua. Đồng thời, ông cũng mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam có chính sách giãn tiến độ thu hồi nợ đối với người dân, hộ nghèo thuộc vùng đang bị thiệt hại bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh để giúp người dân tiếp tục sản xuất, nâng cao thu nhập. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao trong thực hiện cho vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giúp các địa phương thực hiện cho vay vốn đúng quy định, đúng đối tượng và đúng mục đích. Bên cạnh kịp thời rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, có sự hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra giám sát tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Tại đây, đoàn đánh giá cao công tác triển khai cho vay vốn của địa phương, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo. Theo đó, từ năm 2015 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, tổng nguồn vốn thực hiện hoạt động tín dụng của huyện Phụng Hiệp là hơn 353 tỷ đồng, đã phát vay cho gần 1.500 lượt khách hàng với số tiền trên 23 tỷ 800 triệu đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn. Qua đó giúp cho các hộ nghèo có điều kiện sản xuất vươn lên trong cuộc sống, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn gần 14%, hộ cận nghèo còn dưới 10%. Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, động viên gia đình cố gắng lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016. Đây là lần đầu tiên đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ thanh niên trong việc học tập và làm theo Bác. Tham dự hội thi có 10 thí sinh đến từ đoàn cơ sở 4 cụm trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. Dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã mang đến hội thi những câu chuyện về tính cách, tình cảm và những nếp sống giản dị của Bác. Thông qua hội thi, các đoàn viên thanh niên đã rút ra cho mình những bài học bổ ích về lòng nhân ái, vị tha, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, gương mẫu. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Cũng trong dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tuyên dương 37 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quà trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thành phố Vị Thanh vừa tổ chức lễ khánh thành 8 phòng chức năng thuộc trường mầm non Qua Trà My, phường 3. Tổng diện tích xây dựng 8 phòng là 657m², gồm các phòng tập đa năng, phòng truyền thống, y tế, phòng ban giám hiệu, phòng nghỉ cho giáo viên và một số hạng mục phụ trợ khác. Tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Nam tài trợ 5 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách thành phố. Công trình xây dựng 8 phòng chức năng hoàn thành, ngoài tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng tốt cho yêu cầu dạy và học, chăm sóc trẻ, còn góp phần hoàn thiện về cơ sở vật chất để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ngọc Như sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về diễn biến hạn xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, những cơn mưa chuyển mùa đã bắt đầu xảy ra ở khu vực Nam Bộ kể từ cuối tháng 4 cho đến nay đã góp phần giải khát ở nhiều nơi. Tuy nhiên, mức độ gay gắt của nắng nóng vẫn không chuyển biến và mặn vẫn chưa được đẩy lùi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, nắng nóng bắt đầu giảm dần từ nay cho đến cuối tháng 5. Mùa mưa sẽ chính thức bắt đầu vào những thời điểm và khu vực khác nhau. Nhưng nhìn chung sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 trở đi.
Cụ thể, gian biển phía Tây như là ở Cà Mau hay ở Kiên Giang và phía Bắc miền Đông sẽ có mưa sớm nhất, và sau đó là các khu vực còn lại, trừ các tỉnh gian biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu cho đến Bạc Liêu có mưa muộn nhất, có thể trễ hơn khoảng từ 10 cho đến 15 ngày so với các nơi khác. Dự báo mùa mưa năm nay sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm về tổng lượng mưa so với năm 2015. Đây là điều đáng mừng cho bà con trong bối cảnh khô hạn, nắng nóng và xâm nhập mặn gay gắt kéo dài thời gian qua. Thưa quý vị, tại thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang, những ngày qua do xuất hiện nhiều cơn mưa nên độ mặn đã giảm nhiều, chỉ còn ở mức từ 0,1 cho đến 0,2 phần ngàn. Với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân ở các khu vực bị ảnh hưởng mặn như là ở xã Long Phú đã tranh thủ xuống giống cho kịp thời vụ và trữ được nguồn nước ngọt tại các kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, nông dân thị xã Long Mỹ đã gieo xạ gần 9.900 hectare lúa hè thu trong tổng số gần 10.000 hectare. Theo ngành chuyên môn, nếu như thời tiết tiếp tục có mưa nhiều, độ mặn sẽ giảm thì thị xã Long Mỹ sẽ xuống giống dứt điểm trong tuần này. Nội dung bản tin diễn biến xâm nhập mặn cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.